Dạ vâng, một mẫu xe Toyota Vios các bác nhá, đời khá là cao. Em đang lái thử đây, đi rất là sướng luôn các bạn. Cái dòng này được mệnh danh là lồi đồng cua đá rồi. Nói chung là nó cực kỳ bền bỉ luôn các nhá. Vâng, mời các bác cảm nhận và nghe cái tiếng máy động cơ của mẫu xe Toyota Vios này 2015 các nhá. Máy lổ đại chất luôn. Phải nói là đại chất luôn các nhá. Đây, các nghe ạ. Quá êm luôn, hầu như chỉ nghe tiếng xe máy bên ngoài thôi ạ. Nói chung là không bàn về chất xe về các bác nhá. Mẫu xe này không bàn về chất xe, tại vì xe là cực đẹp rồi. Máy nó lổ quá êm rồi. Đây ạ. Em để đỉnh máy capo này, máy điện thoại này. Các bác nghe hầu như chỉ nghe tiếng xe máy bên ngoài thôi. Cái máy vải ớt này đang lổ nhưng không nghe thì thấy luôn rồi nhá. Sau đây em sẽ đóng cánh cửa vào coi nhá và tắt máy đi để em quay tất cả bên ngoài cho các bác xem nhá. Dạ vâng, chào mừng các bác đến với kênh bài của em yêu ô tô chuyên mua bán cũ toàn quốc. Thứ nhất cho ngày hôm nay em sẽ tiếp tục lên sóng cho các bác xem một cái mẫu xe đời khá là cao nhá. Đây là mẫu xe Toyota Vios sản xuất năm 2015, một mẫu xe khá nổi tiếng đến từ thương hiệu của Nhật Bản các nhá. Cái dòng xe này nói chung là khá là thương hiệu rồi đúng không ạ, được mệnh danh lùi đồng cua đá rồi, rất là bền bỉ luôn các nhá, rất là bền bỉ luôn, form dáng đẹp, đi cực kỳ lành xe luôn, rất là tiết kiệm nhiên liệu các nhá. Đây, mẫu xe này đã hoàn toàn lên form mới rồi nhá, form mới rồi ạ. Mẫu xe được đánh giá là rất là lành xe và tiết kiệm nhiên liệu các nhá. Xe trang bị tất cả là gương kính chỉnh điện, gương gập điện các nhá. Đó, màn hình Android đa chức năng kết hợp cam lùi, la răng đúc và túi khí các nhá, đầy đủ hết. Sử dụng động cơ 1.3 các nhá. Đây là cái mức tiêu hao nhiên liệu của cái dòng này là vô cùng hợp lý luôn ạ. Siêu tiết kiệm nhiên liệu, siêu bền bỉ đúng không ạ? Tất cả đây các xem từ những phần mắt đèn này nguyên bản hết này, các nhìn lại khá là mới luôn nhá. Đây các xem rất là mới này, động cơ 1.3 nhá. Sau đây em mời bác em xem phần nội thất của chiếc xe từ tay nắm mở cửa này, các xem rất là mới này, nội thất đây nhá, nội thất quá đẹp luôn. Dòng này thực sự các bác là mẫu xe nói chung là quá là bền bỉ luôn rồi nhá. Mẫu xe này là máy zin luôn nhá, máy zin keo chỉ zin cả xe luôn. Đây các bác xem từ những phần táp ly ở đây nguyên bản hết này, cái phần ra nguyên bản này nhìn còn rất mới luôn ạ. Các xem này rất mới này, mới leng keng luôn. Rồi 2015 nói chung là cái mẫu xe này các bác mua về sử dụng đến bao giờ nó mới hỏng. Thật sự các bác ấy, cái dòng này nó quá bền luôn. Màn hình Android này các bác nhìn này. Đó, màn hình Android to đùng này. Trên này có cả phần táp lô này, có cả chống nắng các bác nhá. Các bác xem đây. Tất cả đây. Rất mới luôn ạ, à, đúng không ạ? Vô lăng đây các nhá. Để em về bên kia em quay các bác nhá. Em sẽ quay rất là chi tiết cho các bác xem cái mẫu xe này nhá. Các bác lần đầu xem video của em, nếu thấy hay hãy nhớ đăng ký kênh và ấn nút thông báo để có thể xem những cái mẫu xe mới nhất ở bên em thường xuyên cập nhật nhá. Bác xem đây, tất cả các xem này, keo chỉ này,
zin cả xe luôn rồi nhá. Keo chỉ zin cả xe nhá, lên này em không cần phải quay keo chỉ. Xe đẹp xuất sắc luôn. Tất cả xe bên em bán ra đều có cam kết cho các bác là xe không đâm đụng, không gặp nước thôi nhá. Những cái mẫu xe này bên em đều tuyển chọn và xem rất là kỹ rồi. Vô lăng này, các ông nhìn này, vô lăng rất là mới này, túi khí nữa này. Đó. Khá mới luôn đúng không? Các bác xem từ phần chi tiết này đây. Phần chỉnh gương điện đây các bác nhá. Đây, cho bác xem phần cốp của đồ sau. Cốp của đồ sau đây khá là rộng rãi đâu nhá. Xung quanh lỉ nguyên bản này, các ông nhìn này. Nguyên bản hết này. Tất cả đây, phần này nguyên bản hết này, các ông nhìn này. Lói không mục ngọt các nhá. Lói không mục ngọt luôn. Nói chung là xe nó đẹp sẵn rồi. Đây các bác xem. Màn hình đây, phần này là phần cam hành trình các nhá. Đây ạ. Đó, cam hành trình đây nhá. Các bác nhìn rõ chưa? Em vào cam lùi cho bác này. Cam lùi led căng này. Các bác nhìn đấy, cam lùi rất là led luôn ạ. Em phải mò này. Đó. Đây các bác nhá, tất cả đây đa chức năng này. Màn hình cảm ứng luôn các nhá. Cảm ứng luôn ạ. Đủ các chức năng luôn. Dạ vâng. Đó là tổng thể cái xe Toyota Vios các nhá, được sản xuất năm 2015 số sàn. Bên em chào bán mức giá là chỉ có 275 triệu, bao rút hồ sơ cho các bác nhé. Một nữa Mio Tô xin thành cảm ơn các bác đã quan tâm và xem video của em nhé. Hẹn gặp lại các bác video lần sau. Thân ái chào tạm biệt các bác.